Ôi, cái gì đây? Mẹ mới có chơi XO đi. Chơi XO bằng cái gì? Thì bằng giấy ấy. Ừ, chơi XO bằng giấy chán lắm. Thế cho hôm trước mẹ làm cho con đâu? Nó hỏng từ lâu rồi. Lại làm hỏng rồi. Nó bằng giấy dễ hỏng lắm. Có mà con không chịu giữ thì có ấy. Thôi, được rồi. Để mẹ làm trò XO khác cho mà chơi. Đừng đấy, chào mẹ nhá. Yeah. Để làm trò chơi, ta dùng bìa cắt tông, vẽ và cắt như hình. Cắt thêm những miếng bìa nhỏ để làm vách ngăn. Dùng thêm một miếng bìa cắt tông khác để làm mặt sau. Để làm chân đứng, ta cắt hai tấm bìa cắt tông như hình. Dùng một miếng bìa nhỏ để làm thanh đỡ bên dưới. Cắt các thẻ hình tròn và dán thành hai màu. Để chơi, ta chỉ cần cho các thẻ vào từng ô, sao cho bốn thẻ cùng màu, thẳng hàng là chiến thắng. Đi đâu nhở? Đi ơi! Con đây! Úi, giật cả mình. Mẹ làm trò XO xong rồi này. Wow, đẹp thế. Con khen bằng thừa. Chơi đệ. Yes. Bây giờ có hai màu, con chọn màu nào? Con chọn màu vàng. Ok, con đi trước đi. Cẩn thận đấy nha. Trò này mẹ dễ thắng lắm đấy nha. Ok mẹ, con đi trước. Trò này con phải cẩn thận với mẹ đây. Mẹ ăn may thôi, đừng đùa với con. Ok, mẹ không sợ đâu. Tiếp trận thứ hai đây. Lần này để mẹ đi trước. Mày sĩ, trận cuối cùng chắc chắn mẹ sẽ thắng. Ừ. Vừa nãy con thắng, bây giờ con đi trước. À, con định ăn đường này chứ gì? Không dễ đâu. Hướng con đấy. Tinh tinh. Yeah. Cuối cùng hôm nay mẹ cũng phục thù được Bi rồi. Lâu lâu con nhường mẹ cho vui thôi. Thôi con đừng có mở bức xe. Thôi con cứ ngồi đấy mà chơi đi. Mẹ đi ăn mừng đây. Yeah. Có thế thôi mà mẹ cũng đi ăn mừng.